hiện tại đang lắp cho anh trai cái đèn pha với ba chế độ anh em nhá, lắp rất là nhanh luôn. Đợt trước thì anh chạy 4 năm trước anh có mua đèn pha LED rồi các bạn nhá. Chạy giờ nó cháy 4 năm rồi các bạn ạ. Thì bây giờ là thay đôi pha mới cho anh đi đây. Pha cốt là trắng bật phát thứ ba màu vàng anh em nhá. Thì bây giờ test cho anh em thử luôn. Anh em của mình lắp xong nha các bạn nhá. Lắp con đèn này thì rất đơn giản thôi, các bạn lật cabin lên và lắp bình thường thôi. Thì tại sao hôm nay mình phải tháo pha đèn của anh ý? Vì xe của anh hơi bị va quệt ấy, hơi chùn pha vào bắt buộc phải tháo pha, bình thường là mình chui gầm pha là xong luôn thôi. Đấy, ok anh trai. Anh sẽ bật thử cho em phát, test thử cho em phát. Đây bây giờ anh bật thử cho em phát. Bây giờ mình sẽ cho anh bật thử cho bạn xem qua nhá. Đấy các bạn thấy không? Pha cốt là trắng, bật phát thứ ba là màu vàng, tắt đi bật lại là sẽ màu vàng. Đấy trắng các bạn nhá, trắng này. Đấy. Ok, bật đi anh ơi. Đấy, pha cốt trắng. Rồi, bật lại bật lại. Đấy, bây giờ vẫn đang trắng nhá các bạn. Tắt đi bật lại nhá. Tắt đi bật lại. Rồi vào đây nha. Vào đây. Đó, đây màu vàng các bạn thấy không? Mà các bạn chạy phá xương rất là hữu ích nha anh em ạ. Chỉnh có cái chỉnh không anh? Được chưa anh? Rồi, anh đắp thêm cái gương vuông bé cái tròn này hỗ trợ để mù này. Ok anh ơi, em cảm ơn anh. Đấy, cảm ơn anh trai rất là nhiều nhá. Thank you anh trai. Ok anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 2028, anh em vào đúng không thì nhớ giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.